Mến chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với phố Đình Ngang. Thời điểm mà Duy Vi Dũng đi đó là 7 giờ sáng. Chỉ còn khoảng 15 ngày nữa thôi là sẽ đến Tết. Dũng ơi, em đã chuẩn bị gì để đón Tết rồi? Thì chắc là vợ em ở nhà chuẩn bị rồi, em thì chắc là chưa chuẩn bị gì. Mình chỉ việc là mang xèng về thôi. Anh ơi, mình biết chuẩn bị cái gì. Chắc là như món ăn, món nước là mình cũng phải chỉ đạo phải không? Chỉ đạo xem cái này là phải làm thế này, thế này, thế này. Thế em mang tiền về là em đóng góp về đến lúc nào mà đi chơi chẳng hạn thì lại phải gọi là xin lại vợ để lấy tiền đi chơi à? Chung quy là có 10 thì mình đưa lại 7, giữ lại 3, đưa hết thì còn gì nữa anh? Tức là em nói cái này thì lộ hết rồi. Là vợ em ý có khi là không xem kênh đâu anh không? Có 10 là đưa 7, giữ lại 3 hiểu không? Vâng, thưa quý vị, nói đến phố Đình Ngang, đây là một trong những cái tuyến phố cũng rất là cổ rồi. Đình Ngang, cái tên Hán có một cái tên nữa đó là Hoành Đình. Và ngày xưa ấy, thì ở đây có một cái ngôi đình nó bắt ngang qua đường, nhưng mà đến tận bây giờ thì là không còn nữa rồi. Phía sau quả Duy ấy, đó là con phố Đình Ngang giao với lại phố Nguyễn Thái Học, còn phía trước đó là Đình Ngang giao với lại cửa Nam. Em ơi, xuân sắp đến rồi. Đến cái thời điểm này rất là nhiều trong nhóm bạn tỉ tê rủ dê đi ăn một cái món gì đó vào cái tiết trời xuân nhẹ nhẹ như này, thì em có gợi ý gì không? Video này được thực hiện dưới sự bảo trợ của cá kho Hòn Thờ, chính hiệu cá kho làng Vũ Đại, cho chất lượng nhận niềm tin. Để đặt cá Tết, quý vị xem chi tiết tại mô tả hoặc bình luận video này. Con phố Đình Ngang này cũng là được liệt là một trong những cái con phố là gần như ngắn nhất ở thủ đô mình rồi. Thì trong một con phố ngắn này nó có một món bánh mì sốt vang ở đây khá là ngon. Thì anh em mình thử thôi nhỉ. Bánh mì sốt vang dễ ăn mà nó nhẹ bụng anh ạ. Bây giờ cửa hàng bánh mì ấy rồi. Con chào cô, chào các chị. Vâng. Cho xin 2 suất bánh mì sốt vang nhỉ. Bán 2 suất đi. Dạ. Con ngồi đi. Đây là bát sốt vang đúng không? Đúng rồi, mà bát sốt vang. Bát sốt vang của cô thì có những thành phần gì? Chỉ có thịt bò thôi. Thịt bò. Và các loại gia vị. Dạ. Thịt bò thì của cô có 40% gân, 50% thịt. Dạ. Thịt thì nói chung là cái quan trọng nhất là thịt tươi. Dạ. Còn không cần phải cái thịt thăn, thịt bắp gì cả. Dạ. Mà chỉ cần những cái thịt nó ví dụ như là rẻ sườn, ví dụ như là nạm. Dạ. Đấy là cô chỉ bán như thế thôi, nhưng cái quan trọng nhất là phải là thịt tươi. Dạ. Đấy. Dạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn đang được cùng Duy trò chuyện với cô Khanh ạ. Cô là Khanh. Vâng. Là chủ cửa hàng đây. Cô ơi, cô bán hàng ở đây được lâu chưa? Cô bán từ năm 1997. 1997. Dạ. Cô bán từ năm 19... Ngày xưa cô cũng đi làm. Xong sau đó thì các cháu đi học có bằng đại học ra là các cháu đưa công nghệ và sổ sách. Dạ. Thì lúc bây giờ cô là không có việc gì làm nữa, là cô về cô bán cái này từ năm 97. Lý do rất thú vị đúng không ạ? Cô có thể chia sẻ cho kênh Hà Nội Phố của cháu về cái lịch sử phát triển cái món mì sốt vang của gia đình mình được không cô? Cô lúc đó cô về, cô đi làm nhà nước, cô về thì không có việc gì làm và cô cứ mày mò cô bán thôi. Dạ. Thì chính những cái người khách đến ăn có ý cho cô mà cô được như ngày hôm nay. Dạ. Chính những người khách người ta bảo bác cho thêm cái này chẳng hạn, như các cái chị đã lớn tuổi và các chị làm ở cái công ty ăn uống ngày xưa. Dạ. Đấy là các chị có ý cho cô là theo em thì cái này bác phải cho thêm cái này. Dạ. Theo em cái này thì là được đi như hôm ngày hôm nay là cũng rất là nhiều người khách hàng giúp đỡ cô. Dạ, vâng. Mà cô được. Dạ. Cô xuất thân là người gọi là không phải là từ học nghề nấu ăn đúng không ạ? Cô không phải làm nghề nấu ăn mà cô làm tài chính. Cô làm tài chính, cô làm kế toán cho các cái công ty thủ công nghiệp ngày xưa. Dạ. Cái liên hiệp xã thủ công nghiệp ngày xưa. Dạ. Ê, sau đó năm 97 thì các cháu ra trường thì bắt đầu công nghệ nó đưa vào sổ sách thì dạ, có thể một người là người ta có thể là sẽ thay thế được rất nhiều người. Dạ. Đấy thì là bắt đầu cô về cô bán bánh mì. Cô ơi, trong cái thời gian mà cô bán hàng thế thì có những cái kỷ niệm nào mà làm cho cô ấn tượng và lưu lại đến bây giờ?
Nhiều chứ cháu, dạ. Nhiều. Ví dụ như là cô đi bán hay là cô bán hàng như này thì lúc mới ra có thể ví dụ cô nấu 5 cân thịt chẳng hạn, ế cả 5 cân thịt, cô phải mang đi rất là nhiều nơi để cô biếu người ta. Bởi vì là nếu mà mình không biếu người ta ngày mai là mình sẽ mất khách. Đấy, mang đến biếu và nói người ta ăn hộ và người ta góp ý. Người ta ăn rồi người ta sẽ đến với mình. Còn từ đầu có những lúc mà cô nấu có 5 cân thịt thôi, nhưng mà chỉ bán một cân thôi chẳng hạn thế, còn 4 cân kia. Rồi cũng có những cái lúc mà có những cái anh công an mà anh học ở viện an ninh, dạ, chẳng hạn như thế, anh đến anh ăn của cô từ những cái lúc anh còn là sinh viên, dạ. Đấy, thì có thể là đến bây giờ anh ấy thành những cái người rất là trưởng thành rồi, dạ. Anh ấy rất được nhiều sao rồi. Thế nhưng mà có những lúc anh đến mua, anh đến quay lại, có những hôm anh quay lại anh bảo bà đóng cửa và hôm nay con khao cả phòng con cái bánh mì này của bà và con mời bà đi uống cà phê. Đấy là những cái kỷ niệm rất là phải nhớ. Bây giờ cái suốt 3 ngày như em biết là người ta phải nấu cái, nếu mà nấu cái thịt ngon quá nó sẽ không được ngon đâu. Thì miếng thịt ngon ở trong con bò nó không được ngon, nó phải là những cái thịt bạc nhạt hoặc là thịt ngân nữa. Đấy. Đấy. Cái này nấu không cần phải là thịt loại 1 con ạ. À. Có thể là thịt rẻ thường, thịt nạc và gân. Bạc nhạt không? Gân không, bạc nhạt thì không nấu được vì nó rất là tạp. Gân. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là phải tươi. Đây, quế hồi thảo quả đây này. Quế hồi thảo quả rồi rượu. Rượu vang đỏ đúng không? Không, cô không nấu rượu vang đỏ, cô chỉ nấu rượu trắng thôi. Ồ, rượu trắng thôi. À, đặc biệt. Nhưng mà con thấy là cái màu này thì cô lấy màu từ đâu? Của hạt điều con. À, màu hạt điều. Màu hạt điều. À, con thấy là cô chế biến độc đáo nhỉ? Nó khác xa hẳn so với lại những cái món sốt vang có xuất xứ từ Pháp đúng không ạ? Từ châu Âu nó phải đánh màu từ màu rượu vang đỏ. Còn đây là cô từ hạt điều là cái màu cũng rất là đậm đặc và cũng không khác gì khi mà cô lấy từ cái màu của rượu vang. Hay quá cô ạ. Cô cái thịt bò này hầm lâu không cô? Cô hầm nếu cô hầm một nồi 10 cân tính từ lúc sôi cho đến lúc ăn được là mình phải tùy theo con bò già, con bò non là mình phải có 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng. Nếu con bò già cô phải hầm tới 4 tiếng, con bò non thì 3 tiếng rưỡi thôi. Xin mời quý vị thử cùng anh em tôi bánh mì sốt vang nhé. Dạ. Đấy, ngon anh Duyệt. Vâng, ngon em nhìn là có gân nữa thứ, mà bò mà gân thì ngon nhất rồi. Cô, cái suất của con là bao nhiêu tiền cô? 40.000 con. 40.000, vâng. 40.000 là cả bánh. Trong đó là có cả một cái bánh mì. Dạ. Em ơi, 40.000 đấy. Lượng rất là nhiều nhỉ. 5.000 bánh mì rồi. Đây, xin mời quý vị và bạn mình thử cái nước dùng của cái món sốt vang này. Anh cảm thấy nó mùi quế hồi thảo quả. Đấy. Nấu với cả thịt bò. Rất tuyệt vời. Và dậy cái mùi bò rất đặc trưng ở trong đây. Vâng. Chủ yếu nhất vẫn phải là thịt tươi. Wow. Ngon quá em ơi. Mà. Cũng vẫn như em nói anh đây là tiêu chí vẫn rất vỉa hè, đúng không? Rất dân dã. Ở đây anh thấy có rất là nhiều các gia vị ở đây, đúng không? Ở đây người ta bán nhưng mà bánh mì quê nữa mà. À, cả bánh mì nữa. Món này thì em chỉ cho mỗi tương ớt thôi đúng không? Cũng có giấm đấy, giấm mắc kêu. Xin mời quý vị nhé, về. Ngon. Dễ ăn không anh? Tuyệt vời luôn em. Rồi, rất dễ ăn rồi mà ngon. Cái miếng bò này anh thấy ăn cũng rất là đặc trưng. Anh rất là trưng, đó là gân bò không vậy anh? Gân bò. Đoạn này mọi người hay nói là cái phần thịt nạm của con bò đúng không ạ? Rồi nấu nước ba này cũng là món rất tứ cho con. Nhưng mà được nó nấu ở đây là nó cũng lại cầu kỳ. Bừa cái ninh thịt này, xong rồi
những cái gia vị nó gồm như là nhiều ấp, những cái hàng người ta nấu quen người ta mới nấu được. Còn mình mà nấu về mình mua thì mình bỏ về nhà nấu, mình không biết nấu, nấu cũng không ngon mà. Cái này phải nấu nhiều mới ngon con ạ. Nấu ít nhất phải 5 cân trở lên mới ngon. Cái nọ nó tiết ra kia, nó quyện vào cái kia. Chứ con nấu 1-2 cân là nó cứ chỉnh choảng mỗi cái một nơi. Mà anh bảo nấu 5 cân, 5 cân bây giờ một nhà, thường một nhà thì có gọi là 4 người đúng không ạ? Hai vợ chồng, hai đứa con nấu 5 cân bò cho ăn nửa tháng. Nào, ngon lắm cô ạ. Tuyệt vời. Nhưng nói thật hay nói... Dũng có hay ăn ở đây không? Em cũng thỉnh thoảng, em là nó không nghe quải cái đó. Nó rất là thỉnh thoảng đó. Đồ Dũng biết cách chế biến như nào mà có cái nước sốt vang nó sền sệt như thế này? Người ta có thể người ta cho bột năng. Cho thiếu năng mà tạo độ sánh ngay. Tạo độ sánh. Cái tỷ lệ thịt anh thấy là cũng rất là đồng đều. Để nói một suất 40.000 là nhiều. Rồi anh thấy có cả phần sườn nó pha lẫn với lại cái phần mỡ của bò nữa. Ăn rất là ngậy thơm nhưng mà cảm giác không thấy ngán. Thịt hầm cũng khá là kỹ, ăn rất là mềm, không dai. Wow, tuyệt vời em ạ. Mùa này ăn thích, ăn cái món này là em sẽ rất anh là lạ đi, mỗi ngày một món. Riêng cái bán hàng ăn này nhé, là nếu mà khách người ta ăn cảm thấy ngon miệng ấy, mình phải phấn khởi cơ, thì mình sẽ bán được. Chứ còn anh cứ lấy tiền, còn người ta bán được thì bà ăn được, ăn không ăn được thì thôi nè, là lại khó. Ở nhà cũng thế, cô làm thức ăn, cô thích cho trẻ con ăn nhiều nè. Nên ra mình cứ phải... làm ăn ngon mà mình phải sở lời nó đúng không? Gần gũi khách hàng. Cô cũng bán được. Nói chung hồi này cái tình hình kinh tế của cả nước nó cũng hơi kém kém. Mà những cái hàng còn tồn tại mà đông đông khách thì nhà cô nó cũng là hạnh phúc lắm rồi. Còn phần lớn bây giờ họ chậm lắm. Năm nay sang năm nay bán buôn bán chậm. Rồi buôn bán bây giờ là cũng là chậm và khó đi nhiều. Khó đi nhiều. Em mà đúng là lần đầu tiên anh ăn bánh mì sốt vang mà anh cảm thấy rất là vừa ý ở cái độ ngon cũng như là ăn như thế này là anh thấy là nó rất là vừa phải. Bình thường là những quán khác có thể là anh phải gọi thêm một cái bánh mì nữa thì nó mới no, nhưng mà đây anh thấy rằng chỉ cần một cái bánh mì thôi. Anh thấy là ăn nhiều thì anh còn bao nhiêu nhân mà còn có mỗi màu bánh mì à. Em anh nhìn nè, gần hết bánh mì cũng hết luôn. Đúng là đi với Dũng nhiều, anh mới thấy rằng cùng là những cái món sốt vang đó, nhưng mà có nhiều nơi có một cái vị khác nhau. Cứ nơi nào ngon hơn thì mình lui đến với anh. Thì thực ra bây giờ cái miệng của những cái thực khách ta gọi là khôn lắm, mình gọi là tinh đúng hơn. Không ngon người ta không bao giờ người ta quay lại nữa. Và anh em mình đi thế này được trò chuyện với lại cô chủ thì mình cảm giác thấy là mình học được nhiều điều hơn, mặc dù nó rất là đơn giản thôi. Trò chuyện với khách hàng và lắng nghe họ góp ý để mình hoàn thiện hơn đúng không? Cô được đến ngày hôm nay như này là cũng rất là nhiều khách hàng giúp đỡ cô, góp ý cho cô. Mà đến hôm nay cô mới được thế này. Nhưng thực tế là ngày xưa cô không phải cái nghề ăn uống. Ngày xưa là cô làm về cửa hàng mậu dịch đúng không? Không, ngày xưa cô làm tài chính, cô làm kế toán. Kế toán. Kế toán của ngành thủ công nghiệp. Từ cái ngày mà... cô làm kế toán là cô ra cô bán hàng ăn thì ít có khi cô giả nhầm tiền lắm. Đúng rồi. Nhưng mà giả là ít có tiền lắm anh ạ.
Không nhá, cháu nói vui thôi cô ạ. Em gọi ăn thêm bánh mì không? Vui ạ. Anh em mình làm một cái nữa. Cái mà em ăn hết rồi mà. Em còn đi nữa mà tấm nữa mà. Thế em đánh giá thế nào về cái bánh mì ăn kèm với lại suất vang? Cái bánh mì gì vậy? Cái bánh mì thì nó như nhiều nơi thôi. Để nói bánh mì ở đây thì bánh mì không thì không đặc sắc. Ý anh về cái nó có liên quan nhiều đến cái sự truyền thống bánh mì ngày xưa của Hà Nội không? Hay nó là một cái loại bánh mì? Bánh mì cũng đời mới, là đây là bánh mì nó đặc ruột hơn một tí. Quý vị ơi, anh Duy đang ngủ mình ăn thêm bánh mì nữa. Cái con gì nữa mà chấm hả quý vị? Chắc là vét bát. Ngon thật. Rất dễ ăn và bụng lại nhẹ đúng không? Thì là về vợ em mà về nhà vợ em hỏi ăn gì, chưa ăn gì cả, chưa ăn cái gì hết. Sao vợ em lại hỏi cái câu đấy? Sáng thì hai vợ chồng vẫn đi ăn sáng với nhau mà. Tôi chưa ăn cái gì hết, nhưng hôm nay tôi không ăn sáng, tôi muốn lấy tiền. Tôi lấy tiền tôi tự đi ăn sáng hạn đấy. Nhà mình ấy găm được 50 rồi, không đấy. 3 bữa như thế, 3 4 bữa để nó thành lít 2 lít còn gì nữa anh. Ao mà uống bia. Đấy, bát anh cũng hết sạch. Ngon à. Để chốt và đánh giá về bữa hôm nay thì em có thể cho thang điểm hay là cái cảm xúc, cảm nghĩ của em khi ăn xong? Điểm của em là number one rồi. Number one. Thêm Âu lần sau nữa, 10 đúng không? Rất xuất sắc. Nó rất ngon mà cũng vỉa hè. Em thích ngồi ăn vỉa hè dân dã này. Đấy như em cũng nói cả anh Huy đấy, tiêu chí của em là em thích ăn vỉa hè và ngồi quán chợ. Anh em cứ đi quanh quanh các cái quán chợ, nó còn rất nhiều quán chợ ở trong Hà Nội này mà. Cứ chợ là có đồ ăn nhá quý vị nhá, không phải gì phải nghĩ cứ bảo chợ là có đồ ăn. Mình đừng ăn quan niệm là vào chợ nó bẩn hay là gì đấy. Bẩn thì chợ làm nó chả bẩn. Không bẩn thì nó sẽ không phải là chợ của truyền thống Hà Nội nhá. Ở đây có con chợ nào đâu? Có chợ Ông Gia nhỉ. Có chợ đây, dưới đây là chợ Cửa Nam anh này. Bây giờ chợ Cửa Nam còn không anh? Cửa Nam bây giờ em bảo đây, sang đây rồi. Không, ở đây. Nhưng mà ý em nói là bây giờ những cái ngôi chợ truyền thống như thế là người ta xây theo mô hình kiểu trung tâm thương mại nhiều rồi. Nên là nó vẫn chỉ có ven các cái chợ góc bên cạnh thôi. Đấy. Còn với cái món ăn này thì anh có nhiều cảm xúc. Cảm xúc ở cái món ăn ngon, cái vị trí ngồi thực sự rất là đàng hoàng với lại cái khu vực phố trung tâm này. Ở đây thì cách Hồ Gươm sang nhé. Gần đi thẳng ở đây ra Hàng Bông rồi đến Bồ Hồ. À Bồ Hồ, chắc là khoảng tầm cây rưỡi nhỉ? Cây. Và cô chủ thì cũng rất là thân thiện. Dũng thực sự là Dũng có những cái món ăn nó không những mang tính cổ truyền mà mang tính đặc sắc. Mình chưa hỏi về cái thời gian bán hàng của cô. Cô Khánh ơi, cho con hỏi là cái thời gian bán hàng của cô là từ mấy giờ đến mấy giờ? Cô bán từ 5 giờ sáng là cô mở, thì 5 rưỡi là cô có hàng. Cho đến 1 giờ chiều là cô nghỉ. Đến chiều tiếp tục cũng bán đi trang như này như ca khác. Và cô cũng thường trực ở đây luôn? Cô ở đây luôn. Trong cái 9 tiếng bán hàng của cô là cô ở đây luôn. Thế mấy giờ là cô nghỉ buổi chiều? 1 giờ là cô nghỉ, 1 giờ chiều cô nghỉ. Vâng, nhưng mà cô lại bán ca tiếp rồi mà. Không, ca tiếp là người khác bán. Người khác bán, cũng bán cái món này của cô hay? Bán luôn thế này luôn. À, kiểu con cái hay là anh họ hàng cháu nhà anh em. Dạ vâng, chất lượng thì vẫn thế, đúng không ạ? Nói chung cái chuyện đấy là cô không dám bảo đảm. Cô chỉ bảo đảm cái ca của cô thôi, bởi vì người nào bán người đấy, mỗi người ta có một cái khẩu vị khác nhau. Đấy, cô nấu là đúng cái khẩu vị của cô, thế còn người khác người ta nấu thì lại khẩu vị của người ta. Cảm ơn cô. Quý vị có dịp đến với Hà Nội vào cái dịp này hay bất kỳ một cái dịp nào đó mà nhớ đến cái món ăn về sốt vang để thay đổi món đi đúng không? Món này thì ăn nó cũng hơi khô nhưng mà rất là dễ ăn qua năm. Vâng thưa quý vị, Duy nghĩ rằng nếu mà quý vị và bạn mà đã được từng ăn như Duy này thì cái hương vị nó gần như giống Huy vào đầu rồi. Và có thể là lần sau anh sẽ quay lại với lại những người thân của mình.
Quý vị nhớ chia sẻ video cũng như hãy nhấn like video để liên hệ với Duy, thì có thể gọi điện cho Duy theo cái số điện thoại mà Duy để trong phần mô tả. Duy có trang Facebook Hà Nội phố thì quý vị cũng ấn like vào đó. Duy cũng chia sẻ rất là nhiều những cái món ăn ngon mà Duy quay từ trước đến nay. Và nhớ cái địa chỉ này nếu quý vị đến với Hà Nội và hoặc là thiếu những cái ý tưởng về những cái món ăn mới khi quý vị muốn đi dạo quanh phố Hà Nội. Đúng rồi anh ạ. Một địa chỉ mà rất ghi vào đầu khán giả đấy, ăn rất ngon luôn. Số nhà con là số nhà cuối cùng của phố Hàng Bông. Dạ. Và ngay ở cái ngã tư địa chỉ cửa Nam Bình Ngang. Nhà cuối cùng của phố Hàng Bông. Đó là số bao nhiêu cô? Số 252 Hàng Bông. Là số nhà cuối cùng của phố Hàng Bông. Ở đây là nhà của cầu thủ bóng đá Hồng Sơn đấy. Tiệm may mới sinh là ông cậu em thì là bằng trăng lứa với cả anh Sơn đấy. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.